Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 5 Bộ sách kết nối trí thức với cuộc sống trên olm.vn Các con thân mến, chúng ta đang tìm hiểu chủ điểm trên con đường học tập Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đến với một bài học mới Các con hãy cùng cô khám phá nhé Để mở đầu cho tiết học, chúng ta đến với hoạt động khởi động Các con thấy trên màn hình lúc này là hình ảnh các bạn nhỏ đang chơi trò chơi kéo co đây là một trong những hoạt động tập thể có nghĩa là cần có nhiều người cùng tham gia chắc hẳn rằng chúng ta đã được tham gia rất nhiều hoạt động tập thể ở trường rồi chúng mình hãy cho cô biết khi tham gia các hoạt động tập thể các con đã học được điều gì rất chính xác điều quan trọng nhất chúng ta học được đó là chúng mình hiểu được ý nghĩa của tinh thần đoàn kết tinh thần đoàn kết sẽ giúp cho tập thể ngày càng vững mạnh bất cứ trải nghiệm nào trong cuộc sống cũng đem lại cho chúng ta những ý nghĩa những bài học quan trọng trong video ngày hôm nay chúng mình đến với bài đọc mang tên trải nghiệm để sáng tạo bài đọc này viết về trải nghiệm của nhà văn andersen bây giờ chúng mình hãy cùng cô luyện đọc khi đọc các con chú ý đọc với ngữ điệu chung chậm rãi vui tươi xen lẫn tự hào nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện trải nghiệm của nhân vật trong câu chuyện. Đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai như là Andexen, biểu diễn, Copenhagen, thỏa nguyện, vân vân. Các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu, trải nghiệm để sáng tạo. Andexen sinh ra trong một gia đình thợ giày ở Đan Mạch. Khi Andexen còn nhỏ, cha thường đưa cậu tới đồng cỏ chơi cha làm cho cậu chiếc kính có thể nhìn ra xa. Thế là cậu thấy được chim chóc trên trời, thiên nga trong hồ nước, dãy núi cuối làng. Quan sát mỗi sự vật, cậu lại liên tưởng đến một câu chuyện kỳ diệu, rồi kể cho cha nghe. Lên 5 tuổi, Andexen được cha làm cho mấy con rối gỗ. Andexen vui sướng cho chúng di chuyển, lắc lư cái đầu và trò chuyện cùng nhau. Cha Andexen thấy vậy liền dựng một cái sân khấu ngoài sân Cô bé may quần áo cho dối gỗ, đưa dồi lên biểu diễn. Tối nọ, Andexen đứng trên sân khấu, ca hát và đọc thơ. Đột nhiên, có ngôi sao trổi vụt qua bầu trời. Xúc động bởi hiện tượng độc đáo ấy, cậu viết câu chuyện sao trổi. Những ngày lên Copenhagen kiếm việc làm, Andexen luôn say mê sáng tác. Cuốn sách đầu tiên của ông đã được xuất bản. Đọc cuốn sách, quốc vương Đan Mạch rất thích thú, cho gọi Andexen đến và hỏi ông có tâm nguyện gì. Ông nói rằng mình muốn đến nhiều nơi để trải nghiệm cuộc sống. Quốc vương bèn tặng ông một số tiền để giúp ông thỏa nguyện. Trong những ngày chu du khắp các nước, Andersen quen biết nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau. Ông bất bình trước những kẻ coi thường dân nghèo. Ông thương cảm với bao thân phận bé nhỏ, thiếu may mắn. Ông trân trọng những tâm hồn trong sáng, cao thượng. Bằng những trải nghiệm phong phú và một trái tim nhân hậu, ông đã cho ra đời một loạt tác phẩm. Vịt con xấu xí, Cô bé bán diêm, nàng tiên cá, chú lính trì dũng cảm. Đây là những câu chuyện đã làm xúc động hàng triệu trẻ em trên thế giới. Phan thế quân tổng hợp. Chúng mình hãy luyện đọc bài đọc này bằng cách bấm dừng video này một lát nhé. Để tìm hiểu nội dung bài đọc, chúng ta đến với phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, hãy cho cô biết những trải nghiệm nào ngày thơ ấu đã hôn đúc nên tài năng của Andexen? À đúng rồi, đó là những trải nghiệm như sau. Được cha đưa ra đồng cỏ chơi, được cha làm cho chiếc kính để có thể nhìn ra xa. Thấy được chim chóc trên trời, dãy núi phía cuối làng, thiên nga trong hồ nước. Được cha làm cho mấy con rối gỗ và dựng cho một cái sân khấu ngoài sân để biểu diễn. Những thông tin này chúng ta tìm thấy trong đoạn đầu tiên của bài đọc. Ta tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Chúng ta hãy tìm những chi tiết cho thấy Andersen bộc lộ năng khiếu sáng tác nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Trước tiên là những chi tiết khi ông còn bé tí. Chúng mình hãy trả lời câu hỏi tương tác sau đây. Khi Andersen còn bé tí, nhìn mỗi sự vật, Andersen lại liên tưởng đến một câu chuyện kỳ diệu, sau đó kể lại cho cha nghe. Vậy, khi lên 5 tuổi, những chi tiết nào đã cho thấy Andersen bộc lộ năng khiếu sáng tác nghệ thuật? À, rất chính xác, đó là những chi tiết. Cho các con rối lắc lư cái đầu, tâm sự cùng nhau, đưa rối lên biểu diễn trên sân khấu. Không chỉ thế, Andersen còn viết ca hát, đọc thơ, viết câu chuyện sao chổi khi nhìn thấy sao chổi vụt qua bầu trời. Chúng ta đến với câu hỏi thứ ba Andersen đã bày tỏ tâm nguyện gì với quốc vương Đan Mạch? Andersen đã bày tỏ tâm nguyện muốn đến nhiều nơi để có thể trải nghiệm cuộc sống. Vậy vì sao quốc vương Đan Mạch lại ủng hộ tâm nguyện của Andersen? Câu hỏi này là một câu hỏi mở, chúng mình hãy thoải mái chia sẻ câu trả lời của mình với các bạn và với thầy cô. Chẳng hạn, chúng ta có thể tham khảo ý sau đây. Quốc vương ủng hộ tâm nguyện của Andersen vì ông nghĩ rằng nếu Andersen có nhiều trải nghiệm thì chắc chắn sẽ sáng tác được nhiều tác phẩm hay tiếp tục tìm hiểu nội dung chúng mình đến với câu hỏi thứ tư vậy nhờ đâu Andersen đã viết được nhiều tác phẩm hay à đúng rồi những yếu tố sau đã giúp Andersen có thể viết được nhiều tác phẩm hay đó là nhờ bản thân ông có nhiều trải nghiệm khả năng quan sát thực tế cùng với trí tưởng tượng vô cùng phong phú còn nhờ người cha luôn quan tâm chăm sóc ông khi ông còn nhỏ và nhờ quốc vương đan mạch đã ủng hộ và động viên ông cô chúc mừng các con đã có câu trả lời chính xác và đây là câu hỏi cuối cùng dành cho chúng ta câu chuyện trải nghiệm để sáng tạo muốn nói với chúng ta điều gì ở đây cô sẽ có ba phương án các con có thể chọn một trong các phương án này hoặc nêu ý kiến của bản thân a muốn sáng tạo nghệ thuật phải có nhiều trải nghiệm thực tế b thành công sẽ đến khi chúng ta biết nỗ lực vượt qua khó khăn và c càng trải nghiệm thực tế chúng ta càng mở rộng hiểu biết đây cũng là một câu hỏi mở các con ạ à. chúng ta hoàn toàn có thể chọn a chọn b hoặc chọn c hoặc có thể nêu ý kiến của bản thân mình, điều quan trọng là chúng ta sẽ có sự lý giải phù hợp. Từ những tìm hiểu vừa rồi, cô trò chúng ta rút ra được nội dung chính của bài đọc như sau. Câu chuyện này đã kể về những trải nghiệm vô cùng quý báu đã giúp Andersen có thể trở thành một nhà văn nổi tiếng. Qua đó câu chuyện cũng khuyên bạn đọc rằng những trải nghiệm thực tế có vai trò rất quan trọng đối với con người. Các con học sinh thân mến, Chúng ta hãy học tập Andexen. Hãy mạnh dạn khám phá thế giới này để biết thêm nhiều điều, tích lũy cho bản thân thật nhiều kiến thức, thật nhiều hiểu biết. Hãy luôn nhớ rằng đi một ngày đàng, học một sàng khôn các con ạ. À. Bài giảng đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con vì đã quan tâm và theo dõi. Cô hẹn gặp lại tất cả chúng mình trong bài học tiếp theo cùng với Olimer.